À, chết rồi. Mất tiếng hả? Đó, thì thôi. À, mất tiếng, nhưng mà cái quan trọng á, là cái thông tin sư vừa mới gửi thì là quý vị đã thấy rồi. Ở trong kinh tạng đó, là ở trong tương ưng thì có nhắc đến 6 lần, tăng chi thì có nhắc đến 6 lần. Và ở tiểu bộ thì nhắc đến như là nào, hồi nãy là mười mấy lần hay hai mươi mấy lần. Còn quý vị muốn biết rõ hơn về núi Tu Di thì vui lòng mà tìm cái bản gọi là chú giải người và cõi ha. Để chúng ta qua câu